Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình thăm chúc Tết một số đơn vị trực Tết. Đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt của người dân dịp cận Tết. Chủ động phòng chống rét cho đàn vật nuôi. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm chúc Tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Thăm và chúc Tết Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình ghi nhận những kết quả của đơn vị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn giao thông trên mọi nẻo đường. Thăm chúc Tết tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình mong muốn các công nhân khắc phục khó khăn, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường đô thị, tạo cảnh quan sạch đẹp, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình cũng đề nghị lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên quan tâm nhiều hơn nữa cho các công nhân, đặc biệt là công nhân nữ, để các chị em nâng cao thu nhập, vui xuân đón Tết đầm ấm. Sáng nay, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Tại buổi làm việc, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo với Thượng tướng Bùi Văn Nam và đoàn công tác Bộ Công an về kết quả thực hiện các mặt công tác trong thời gian qua của Công an Vĩnh Phúc, đặc biệt là kết quả thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, công tác triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Thượng tướng Bùi Văn Nam ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả nổi bật của lực lượng công an tỉnh trong việc triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đồng thời đề nghị Công an Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đơn vị, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc. Nhiệm vụ trước mắt cần tập trung toàn lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 cho nhân dân vui Tết đón xuân. Sáng nay, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên đã đi thăm tặng quà Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Công an thành phố Vĩnh Yên. Đồng chí Phạm Hoàng Anh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân của cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đồng chí tin tưởng Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, phân công đủ cán bộ y bác sĩ, chuẩn bị đủ cơ số thuốc, phương tiện, cơ sở vật chất đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh, cấp cứu trong dịp Tết. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên đã tặng quà, thăm hỏi sức khỏe, động viên các bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Đồng chí Phạm Hoàng Anh đề nghị công an thành phố tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân vui xuân đón Tết. Đặc biệt, Công an thành phố chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện mừng Đảng, mừng xuân diễn ra trên địa bàn. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với thông tin quan trọng khác. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Khước, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình đảm bảo nước gieo cấy vụ đông xuân tại một số địa phương trong tỉnh. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vụ đông xuân 2019-2020 toàn tỉnh gieo trồng gần 40.000 ha, trong đó riêng diện tích trồng lúa là 30.000 ha. Hiện ngành nông nghiệp đang tích cực phối hợp với các địa phương hướng dẫn người dân thu hoạch hết diện tích cây vụ đông, lấy nước đợt 1 và chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo tiến độ gieo trồng. Sau khi đi kiểm tra thực tế trạm bơm Bạch Hạc, trạm bơm Đại Định, huyện Vĩnh Tường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước yêu cầu ngành nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi tập trung tích trữ nước đảm bảo phục vụ gieo cấy vụ đông xuân đúng theo khung lịch thời vụ, bố trí hệ thống các máy bơm dã chiến để cung cấp nguồn nước đổ ải cho bà con tại các khu vực khó khăn về nguồn nước, phân công cán bộ ứng trực tại chỗ, chủ động vận hành hệ thống các trạm bơm hoạt động có hiệu quả. Các huyện, thành phố chủ động vệ sinh trên các tuyến kênh mương, nhất là tại các lưới chắn rác để đảm bảo thông suốt dòng chảy.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, sáng nay đồng chí Lương Văn Long, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã đến thăm chúc Tết cán bộ, nhân viên, người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Đến thăm và chúc Tết Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc, đồng chí Lương Văn Long khẳng định, trong thời gian qua Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đã có nhiều tác phẩm, bài viết tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Vĩnh Yên, nhất là sự kiện 120 năm đô thị Vĩnh Yên, kịp thời giới thiệu quảng bá hình ảnh con người của thành phố đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên mong muốn năm 2020, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố trên sóng truyền hình Vĩnh Phúc. Thay mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, thành phố Vĩnh Yên và Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác thông tin truyền thông. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lập Thạch cùng các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện Lập Thạch đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của huyện. Những nén hương thơm thắp lên bày tỏ sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đối với những người con ưu tú của quê hương đã hiến dâng trọn cuộc đời mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc vì cuộc sống thanh bình, hạnh phúc của nhân dân. Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lập Thạch không ngừng nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy trí tuệ, năng động, sáng tạo, đề ra nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh không ngừng phát triển. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Đi chợ ngày Tết cũng là niềm vui của nhiều người. Đến với chợ truyền thống hay chợ hoa một năm có một lần, không chỉ để mua sắm mà đến đây không khí Tết được ùa về. Đối với những người xa quê hương, đi chợ ngày Tết thật nhiều cảm xúc. Chợ hoa trong ngày 28 Tết đông vui nhộn nhịp. Chị Thảo cùng cháu gái của mình vừa trở về từ Cộng hòa Séc xa xôi, cũng hòa vào dòng người tấp nập ấy. Mặc dù gia đình cũng đã sắm Tết rất đầy đủ, nhưng chị Thảo vẫn thích lang thang ở chợ hoa hay những khu chợ truyền thống. Bởi khi đến những nơi ấy, chị có thể hưởng trọn vẹn được hương vị Tết quê hương, những thứ mà bên phương trời Tây chẳng thể có. Và điều luôn làm cho chị Thảo nhớ nhất đó là cảnh gia đình quây quần cùng nấu những bữa ăn hay ngồi ôn lại những kỷ niệm thời thơ bé, chia sẻ những mong ước của gia đình trong năm mới. Vậy nên cứ mỗi khi được về quê hương vào đúng dịp Tết, thì với chị Thảo, đó hẳn là một niềm hạnh phúc lớn. Mỗi khi mà được trở về quê hương ăn Tết, đó là một cái cảm xúc rất là ngập tràn hạnh phúc. Khi mà được trở về quê hương thì ngoài cái sự đón tiếp nồng nhiệt của gia đình thì được sự đón tiếp nồng nhiệt của tất cả những người thân xung quanh nữa, bạn bè, rồi chúng tôi lại còn được sự đón tiếp nồng nhiệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trong cái chương trình Xuân quê hương, thì chúng tôi cảm thấy đó là một niềm hạnh phúc vô cùng to lớn. Khi mà về quê hương ăn Tết thì cái không khí Tết ở quê hương thì bao giờ nó cũng ấm áp và nó lắng đọng hơn là ở nước ngoài. Thứ nhất là cái thời tiết là tiết mùa xuân. Thứ hai là khi mà đi ra chợ nhìn thấy cả một rừng hoa, hoa đào, hoa cúc, hoa mai khoe sắc, thì lúc đó cái tâm hồn của mỗi cái người con xa xứ cảm thấy nó rạo rực, nó trào dâng lên những cái niềm vui hạnh phúc mà không thể nào nói lên được. Bắt đầu xa gia đình sang Cộng hòa Séc từ năm 18 tuổi, đến nay đã tròn 32 năm sinh sống bên nước ngoài. Thỉnh thoảng chị Thảo cũng có dịp về quê hương, nhưng không mấy khi có cơ hội về đúng vào dịp Tết. Năm nay, gia đình chị Thảo được đón một cái Tết thật đầm ấm vì có sự hiện diện của chị trong ngôi nhà. Khi mà con gái bác có dịp trở về quê hương vào mỗi dịp Tết đến thì bác cảm thấy như thế nào ạ? Tự hào về con gái. Bác rất là mừng về rằng đấy em nó cũng cố gắng làm ăn tốt và cũng còn giúp đỡ được gia đình. Rất xúc động và rất vui khi con gái trở về. Bác mong năm nào nó cũng được về.
Mỗi ngày trôi qua lại là một ngày thêm tiếc nuối thời gian, bởi cái nhớ, cái thương cứ đầy ắp trong lòng mỗi người trong căn nhà nhỏ. Họ đều muốn níu giữ lâu hơn những khoảnh khắc được quây quần bên nhau. Chắc hẳn không chỉ chị Thảo, mà đối với mỗi kiều bào khi có dịp về quê đón Tết, thì họ luôn dành thời gian để tận hưởng trọn vẹn vị Tết quê nhà theo cách riêng của mình. Huyện Tam Đảo vừa tổ chức hội thảo khoa học về trà hoa vàng Tam Đảo. Tham gia hội thảo có các nhà khoa học thuộc Viện Dược liệu Trung ương, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện một số sở ngành của tỉnh, các doanh nghiệp, hợp tác xã, gia đình đang trồng, chế biến và kinh doanh trà hoa vàng trên địa bàn huyện. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trà hoa vàng là cây dược liệu quý chứa hơn 400 thành phần có tác dụng phòng chống và chữa bệnh. Từ những kết quả nghiên cứu trên, đã có nhiều sản phẩm được chiết xuất từ trà hoa vàng phục vụ chăm sóc sức khỏe con người. Tại hội thảo, các nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân trồng trà hoa vàng đã làm rõ hơn các thành phần hóa học trong lá, nụ, hoa của các loại cây trà hoa vàng, cũng như kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến và bảo vệ trà hoa vàng, bảo tồn, giữ gìn, gen quý và phát triển bền vững các loại trà hoa vàng tại Tam Đảo. Tam Đảo có nhiều điều kiện thuận lợi cho cây trà hoa vàng sinh trưởng và phát triển. Hiện nay trên địa bàn huyện Tam Đảo có 7 loại trà hoa vàng được tìm thấy ở vườn quốc gia Tam Đảo. Cây trà hoa vàng đã được nhiều hộ dân ở xã Đại Đình, Đạo Trù, Tam Quan mang từ vùng núi cao Tam Đảo về trồng, nhân giống và phát triển với quy mô lớn. Hiện nay toàn huyện có trên 20 ha cây trà hoa vàng, sản lượng lá xuất bán ra thị trường đạt trên 5,8 tấn một năm, sản lượng hoa đạt 1,3 tấn một năm, giá trị canh tác theo giá hiện hành ước đạt trên 1 tỷ đồng một ha một năm. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu rút tiền mặt của người dân trong những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Là một trong những tổ chức tín dụng có số lượng khách hàng dùng thẻ lớn trên địa bàn, trong những ngày cận Tết Nguyên đán năm 2020, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Vĩnh Phúc, Agribank chi nhánh Vĩnh Phúc, dự kiến số lượng khách hàng rút tiền mặt tại 5 cây ATM của ngân hàng tăng khoảng 3 lần so với ngày thường. Chính vì vậy, Agribank chi nhánh Vĩnh Phúc đã chủ động nguồn tiền mặt khoảng 10 tỷ đồng để tiếp quỹ một cách liên tục đáp ứng nhu cầu của người dân. Mọi năm thì tôi cũng rút vào dịp Tết, nhưng mà thường rút dịp Tết thì là phải nhiều người rút thì phải xếp hàng đợi thôi, chứ còn trục trặc thì cũng thỉnh thoảng mới không trục trặc nhiều. Trong dịp này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc cũng đã triển khai nhiều giải pháp để đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt của người dân. Theo đó, tổng lượng tiền mặt cung ứng cho các ngân hàng trên địa bàn nhằm phục vụ nhu cầu rút tiền mặt của người dân những ngày cận Tết Nguyên đán là gần 1.000 tỷ đồng. Các cái ngân hàng phải luôn luôn theo dõi và túc trực, thế rồi lạp tiền đầy đủ vào các cái cây ATM, đảm bảo 24/24. Khi có sự cố của các cái cây ATM thì phải kịp thời khắc phục ngay, không thể để các cây ATM dừng hoạt động trong 24 tiếng đồng hồ. Đấy. Thế còn vào những cái thời điểm mà người dân, nhất là các cái doanh nghiệp mà có cái số lượng công nhân đông ấy, thì chúng tôi cũng đã có cái giải pháp tình huống là chúng tôi sẽ trực chỉ đạo các cái ngân hàng thương mại trực tiếp liên hệ với doanh nghiệp và thực hiện chi trả lương vào những thời điểm mà doanh nghiệp chi đông nhất ở tại doanh nghiệp bằng tiền mặt. Tính đến thời điểm này, hệ thống các ngân hàng trên địa bàn đã hoàn thành các kế hoạch cũng như phương án đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu rút tiền mặt của người dân trên địa bàn. Thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, độ ẩm trong không khí cao, vệ sinh chuồng trại không đảm bảo sẽ là điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát sinh và gây bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Vì vậy, việc tăng cường các biện pháp phòng bệnh, đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững đang được các chủ trang trại, hộ chăn nuôi và cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh triển khai tích cực. Hiện toàn tỉnh có gần 137.000 con trâu bò, gần 627.000 con lợn và hơn 10 triệu con gia cầm. Để chủ động phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân chủ động gia cố, tu sửa, đảm bảo chuồng trại sạch sẽ, khô ráo, có hệ thống rèm bạt để che chắn đủ ấm. Đối với trâu bò, áp dụng các biện pháp bảo quản và dự trữ thức ăn thô, xanh, nhất là rơm rạ và cỏ khô. Để chủ động phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi thì người chăn nuôi cần phải thực hiện tốt một số cái biện pháp như sau. Thứ nhất là về chuồng trại thì bà con cần phải chủ động gia cố, tu sửa chuồng trại để đảm bảo được sạch sẽ, khô ráo, có hệ thống rèm bạt để che chắn đủ ấm, tránh mưa tạt gió lùa làm ẩm ướt nền chuồng. Để cải thiện cái tiểu khí hậu của chuồng nuôi thì bà con có thể sử dụng cái phương pháp là thay nệm đệm nót của nền chuồng kết hợp với điều tiết nhiệt ở trong chuồng nuôi bằng đốt củi hoặc là nửa than hoặc là chiếu đèn sáng
đèn ga và hạn chế tối đa cái việc rửa nước vào trong chuồng trong một chuồng nuôi của trong mùa đông. Thứ hai là về thức ăn thì đối với châu bò thì bà con cần phải bảo quản và dự trữ thức ăn thô xanh, nhất là rơm rạ và cỏ khô. Chế biến cái thức ăn bằng cái phương pháp ủ chua, ví dụ như ủ rơm với ure hoặc là ủ với các phụ phẩm nông nghiệp. Và trong những ngày giá rét, rét đậm, rét hại thì bà con cần phải cho ăn tăng cái khẩu phần thức ăn tinh, có thêm cái các vitamin, khoáng chất và chất điện giải để tăng cường cái sức đề kháng, phòng chống đói rét và phòng chống dịch bệnh. Đối với các gia súc gia cầm khác thì cần phải cho ăn đầy đủ với từng chủng loại, số lượng, chất lượng và lứa tuổi với từng loại gia súc gia cầm. Thứ ba là về chăm sóc nuôi dưỡng thì cần phải thực hiện đúng với cái quy trình kỹ thuật chăn nuôi và cung cấp đầy đủ cái khẩu phần dinh dưỡng cho đàn vật nuôi. Trên đây là các biện pháp phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm trong những ngày rét đậm, rét hại. Hy vọng rằng với kiến thức được cung cấp, bà con nông dân áp dụng hiệu quả để nâng cao sức đề kháng trong vật nuôi, góp phần đem lại hiệu quả cao cho người chăn nuôi và đáp ứng được nguồn cung thực phẩm cho thị trường. Thị trấn Thành Lãng, huyện Bình Xuyên xác định phát triển làng nghề truyền thống không chỉ duy trì ngành nghề ông cha để lại, phát triển kinh tế địa phương mà còn tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Nghề mộc ở thị trấn Thành Lãng đã có từ hàng trăm năm trước với hình thức cha truyền con nối. Các sản phẩm của làng nghề mộc Thành Lãng tập trung vào những đồ gia dụng như giường, tủ, bàn ghế và đồ gỗ mỹ nghệ. Hầu hết các hộ làm nghề mộc đã đầu tư máy móc, thiết bị và công nghệ sản xuất chế biến trị giá hàng tỷ đồng để có thể đáp ứng được những hợp đồng có số lượng sản phẩm lớn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt, trong dịp cuối năm, nhu cầu sử dụng đồ mộc tăng cao. Vì vậy, người dân làng nghề mộc Thành Lãng đã đẩy mạnh sản xuất để cung cấp ra thị trường những sản phẩm uy tín, chất lượng nhất, phục vụ người tiêu dùng. Đồ gỗ ở Thành Lãng thì được các người dân của các địa phương xung quanh lân cận đây và kể các địa phương ở trên vùng ngược hoặc là vận chuyển thì kể ví dụ như mình đây cũng vẫn bán cho các làng nghề rất nhiều. Đấy, các làng nghề cũng về cơ sở hoặc là thị trấn mình là mua hàng hóa là giao lưu. Vào dịp Tết này thì lượng hàng thì nó tăng cao và cái lượng nhu cầu người tiêu dùng thì nó sẽ nhiều hơn so với những ngày thường của tháng 4, tháng 5. Đấy, thì cái cơ sở thì cũng cải tiến mẫu mã để phục vụ khách hàng để bán được số lượng hàng nó nhiều hơn. Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, thị trấn Thành Lãng xác định việc phát triển thương hiệu mộc Thành Lãng là một nhiệm vụ quan trọng. Do vậy, chính quyền địa phương đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên quy hoạch và phát triển làng nghề mộc ra khu tập trung nhằm đẩy mạnh sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trong năm 2020 thì nếu triển khai được dự án ra khu vực làng nghề thì chúng tôi sẽ tập trung xây dựng thương hiệu, đặc biệt là đồ kỹ mỹ thuật của địa phương. Đây là những cái mà nó đặc thù và cái thế mạnh của địa phương. Thế còn song song việc này thì chúng tôi đang cố gắng là vận động tuyên truyền để các cái hộ dân kinh doanh nghề mộc thì có hướng để chuyển ra làng nghề, vừa đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và đồng thời nghĩa là để tập trung thành một khu vực, một cụm làng nghề thì chúng ta xây dựng cái thương hiệu thì nó đảm bảo đúng tiêu chí mà đặc biệt, đặc nhất nữa là các cái địa phương khác người ta đến giao dịch thì nó có một khu vực chung để được thưởng thức nhiều cái sản phẩm của địa phương. Đấy là những cái mà chúng tôi đang tập trung để phấn đấu sang 2020 này sẽ có cái thương hiệu của thị trấn. Hiện nay, nghề mộc Thành Lãng thu hút khoảng hơn 3.000 lao động trực tiếp làm nghề mộc, chiếm trên 50% số lao động trong độ tuổi và giải quyết việc làm cho khoảng 6.000 lao động thời vụ lúc nông nhàn. Không chỉ giải quyết việc làm mà việc phát triển nghề mộc đóng góp phần lớn tổng thu nhập của thị trấn, nâng cao thu nhập bình quân năm 2019 của người dân địa phương lên 45 triệu đồng một người một năm, tăng 2,7 triệu đồng một người một năm. Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức công bố quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về xét giảm thời hạn tù cho phạm nhân nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Theo quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, trong đợt Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc có 16 phạm nhân có đủ điều kiện được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 1 tháng đến 4 tháng. Đây là những phạm nhân có tinh thần cải tạo tốt, chấp hành đúng các quy định của trại.
giảm thời hạn chấp hành án phạt tù là chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng, Nhà nước dành cho phạm nhân, những người lầm đường lạc lối. Qua đó động viên khuyến khích họ ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động, cải tạo để sớm được trở về tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.